À, trong lúc quý vị đang theo dõi phần tin thức nổi bật này đó, chỉ còn 2 tiếng, 3 tiếng nữa thôi. Theo giờ đồng bộ, tức là giờ Florida cách California 3 múi giờ đó, 3 tiếng đồng hồ đó. Thì bão chắc cách còn chừng mấy chục dặm là sắp sắp vào rồi. Họ nói uh, nửa khuya hôm nay, tức là còn mấy tiếng nữa, nữa thôi, cho đến dạng sáng thứ năm à, Với cái cấp 3 khi ập vào, nhưng mà nó dạng... giữ cấp 3 với cấp 4, tôi thấy cách nhau có 10 dặm mà anh ơi nó không có nhiều đâu nhưng mà cho nên cấp 3 vào và với mực nước biển tăng lên 15 feet thì hy vọng khi ập vào đó nó né Tampa một chút xíu họ nói thực sự nó né cũng không có bao nhiêu bởi vì cái cái mức cái khoảng cách của bão nó vài chục dặm thôi thì họ chỉ cầu là nó né để có giảm bớt các thiệt hại cho khu vực Tampa, Fort Myers chứ còn cả Florida thì À, cái bề ngang của bão là 300 dặm, mà, mà cái ngang. chiều dài của Florida có 400 mấy chục dặm mà anh. Vâng. Cho nên nó ngốn, nó ngốn cả Florida. À, chúng ta đang bàn về những cái lời mà ta thán. À, bà thị trưởng Tampa thì ngày hôm qua và ngày hôm nay đó lên cũng kêu gọi là à, đừng có tin vào những cái lời đồn thổi. Nhưng mà cái lời đồn nó cũng có cái phần đúng của nó bởi vì người ta lái, người ta gặp, khó khăn không có xăng rồi vấn đề di tản. Bây giờ đến giờ phút này thì không còn ai mà rời khỏi cả trễ muộn quá rồi. bên cạnh đó có những motel in hotel giá bình thường là 100 đô la bây giờ lên đấy 600. Ôi. 600 đô la và cái tình trạng họ gọi là tăng giá bất hợp pháp đã bị lên lên giá yeah. án rất là nhiều. À, trở lại thưa anh, cái khổ ở đây đó là người ta chỉ trích quốc hội với đảng Cộng Hòa bởi vì nó, nó rơi vào cái hoàn cảnh mà mình không muốn nói vấn đề chính trị, nó cũng xảy Đúng. ra vấn đề chính trị. Bởi vì FEMA mà không có thêm ngân sách thì làm sao là hoạt động được. Anh có nghĩ rằng sau cái, cái phải chờ sau cái trận bão này thì quốc hội sẽ họp khẩn cấp để đồng ý cung cấp ngân sách cho FEMA một điều mà ông Trump không muốn bởi vì nó sẽ có lợi cho ờ. bà Kamala Harris và ông Biden. Thì mình thấy lúc đó thì mình mới đánh giá được tôi chắc chắn là thể nào Cũng dân chúng kêu ca yeah. thì quốc hội phải bơm thêm tiền, bơm thêm ngân sách cho FEMA mà không bơm sách không bơm tiền cho FEMA thì FEMA không hoạt động được mà cái đó đó thì quý vị biết là những cái người xứ ừ, uh, này không đó mất. mà không có thể nào ngồi yên được mà sửa soạn là bầu cử rồi còn có hai mươi mấy ngày nữa thôi anh nhớ cái thời của ông Bush đó ông vâng. bị chỉ trích nặng nề về Vì cái phản ứng của FEMA Katrina đó vâng về Katrina Hay là bị là phản ứng rất nó là nhiều chỉ nhưng mà ở đây đó là họ gặp FEMA họp với FEMA trước khi báo vào rồi yeah. thành ra là có sửa soạn chứ phải có không phải không có FEMA cho biết ngày hôm nay đó họ gửi tới 1 ngàn Nhân viên của FEMA đã có mặt ở Florida rồi và họ giải hết các vùng và ngay cả giám đốc của FEMA cũng đã gặp bà thị trưởng Tampa Bảo. họp báo chung với ông thống đốc DeSantis để trình bày về các nỗ lực ứng cứu của FEMA. Vì vậy đó nó có một cái mà sự thật tố nói sai sự thật nó là tai hại rất là nhiều là tại vì bây giờ người ta đang gặp bó mà mà nói không có trung thực thì đó nó là một cái chuyện tôi nghĩ là nghĩa là, là, là là có tội đấy ừ. chứ không phải là không tại vì thế nào dân chúng cũng đòi hỏi về cái sự rõ ràng minh bạch trong vấn đề mà tài trợ cho phim để giúp họ yeah. À, cho nên à, ngày sáng ngày mai chúng ta sẽ biết được rõ hơn là bão đã gây các động như thế nào và qua các hình ảnh à, chúng tôi sẽ tường trình thêm chi tiết à, ngày hôm nay thì hãng thông tấn AP họ à, tiết lộ và cũng như tờ New York Times hầu như tất cả các báo họ trích đoạn một cái cuốn sách mang tên là Chiến tranh War của nhà báo kỳ cựu Bob Woodward vâng tin tức này sáng nay chúng tôi cũng đề cập tới nhưng mà hỏi thêm cái ý kiến quan điểm của anh Đinh Xuân Quân. đó trong đó có tiết lộ nói rằng ông Trump tặng cho ông Putin cái máy xét nghiệm covid 19 vâng. và thứ hai nữa đó là sau khi mà ông rời khỏi tòa Bệnh ốc vẫn giữ liên lạc với Putin. Vâng, có hai chuyện mình à. phải nói rõ ràng đó khi mà ông ta còn làm mà tặng những cái test kit đó về Covid lúc đó ông đang ở trong tòa bạch yeah. thì cái chuyện đó không ai nói nhiều tại sao tại vì có quyền đây có thể nói là humanitarian nghĩa là đây là một cái trợ giúp nghĩa là qua như là nghĩa là là chữ thập hội chữ thập đỏ đó thì có thể nói được nhưng mà sau khi sau khi mà ông ta không còn chức nữa mà tiếp tục liên lạc cái đó đó nó có một cái dấu hỏi rất là lớn Tôi chỉ nhắc cho quý khán thính giả thế vậy. Tôi đã làm bộ ngoại giao và trong bộ ngoại giao đó không ai nói tất cả đó, không ai có quyền làm chính sách cho Hoa Kỳ mà không qua bộ ngoại giao. Cấm kỵ, nếu anh nhớ anh Thụy phải nhớ là hồi đó có luật sư Giuliani đi qua bên Ukraine mà mới nói là điều tra này, kia, điều tra kia đó. Oh, Thì điều cái... tra về cái vụ bà mà... ông muốn vặn vẹo uh, Zelensky cung cấp những cái bằng chứng để cho thấy rằng con trai Đài của ông của... Biden là Hunter Biden nhận Đi... tiền và... trong Thì... những cái hợp đồng với hãng dầu của Ukraine vào thời điểm và... đó. nhưng, nhưng mà... mà nhưng mà không nhưng mà có anh lấy anh được gì đó. cả. Không, không, không lấy được cái chuyện gì là một chuyện khác nhưng mà ông ta bị kiện là tại vì không có quyền có một ừ, chính ừ. sách ngoại giao với một nước ngoài mà không qua trung gian của Bộ ngoại giao. À. Đà, cái đó là là cấm kỵ. Nhưng mà đó là chuyện ông ông tìm cách. Nhưng mà đằng này cái thì điện thoại không nhưng mà điện thoại có cái gì gọi là cấm kỵ anh không. Điện... ông ông trump không. À, ông bị... trump nói Putin là người bạn của tôi. Vâng. Thì tôi gọi đến nói chuyện điện thoại thì có gì. Nhưng mà lúc đó là ông Putin đã xâm lăng là Ukraine rồi thì thường thường nó không một chính trị gia nào hay là một ông tổng thống nào mà lại gọi một nước thù địch tại vì quý vị biết là một bên đó là chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ Ukraine một bên kia thì ông ta nói chuyện với địch thì bây giờ phải nói sao tôi chưa biết về cái đó rõ ràng về cái, cái, nhưng cái mà vấn đề thế này nào này cái vấn đề tôi nói. thấy đó là à điều này cũng không có lạ. Vâng. thì tôi tập nên đề cũng lạ. bởi vì ngay cả khi ông làm tổng thống, ông đã từng khen ngợi Putin. Vâng. và sau đó thì khi trong những cái nỗ lực mà vận động cử tri đó và vấn đề giải quyết tình hình Ukraine thì ông đã từng mở ai cũng biết là tôi có thể giải quyết ngay lập tức trong 24 tiếng, trong 24 giờ. và vì sau này khi mà Zelensky sang Mỹ hồi tháng 9 vừa qua cũng đến gặp ông Trump, hai vâng. người bên nói chuyện với nhau và ông Trump cũng bày tỏ ủng hộ, uh, uh, ủng hộ cái việc mà ngồi thảo luận và ông nhau. nghĩ rằng bởi vì ông giữ mối quan hệ tốt đẹp với Putin và. là cho dù Putin là một kẻ thù hiện nay của Mỹ của Châu Âu và của Ukraine nhưng mà cá nhân ông là bạn và ông tách khỏi cái vấn đề đó thì bản tin họ mới nói rằng ô um, điều này để chứng minh cho thấy rằng là giữa ông Trump và Putin có, có mối quan đó. hệ mà quan hệ mà sự nghĩa là rất là yeah. thấm thiết. Yeah. Thì ở đây đó nó làm cái khó, cái khó là gì? Đối với công dân Hoa Kỳ thì cấm kỵ. Anh biết mm. là cái chuyện đó là không có thể nào mà làm chính sách ngoại giao hay làm ngoại giao thay mặt Hoa Kỳ được. Yeah, yeah. Đó là cấm rồi. Mm. Còn ông này đó thì các tổng thống, cựu tổng thống là thường thường đó không ai mà để ý tới cái chuyện mà gọi là liên lạc với các uh, yeah. các nước mà thù địch nhất là thù địch vâng không có ai đốt điện thoại nói chuyện với Ahmadinejad của Iran đúng hoặc là nói chuyện với đại diện của Hezbollah đúng như hoặc vậy hoặc là Kim Jong Un đúng như vậy đúng không ạ và vì vậy đó người ta đặt nhiều câu hỏi về chính trị yeah. đối với đối với tổng thống thì tôi nghĩ là họ chưa có nói gì nhiều nhưng mà mình biết đó đây là một cái chuyện mà ví dụ anh thụy hay là ông quân mà đi ra nói như vậy là ngồi tù ngay đấy nhưng mà ở đây đó một ông cựu tổng thống ông nói đây là bạn tôi thì sao bây giờ à. đó là nhưng cái... mà đến giờ phút này thì bên phía ủy ban tranh cử của ông trump hoàn toàn phản bác họ Nó nói không, họ có, nói chuyện không đó. có chuyện đó không có chuyện mà gửi bản bộ xét Được. nghiệm covid 19 và cũng chẳng có chuyện mà ông trump thảo luận nói chuyện gì điện thoại gì với putin cả chúng tôi tiếp tục với các đề tài này trong phần tin tức nổi bật vào ngày mai mời quý vị cùng theo dõi xin trân trọng kính chào